hai đồng chí đang bơi ngược dòng về đích. Hôm nay hai anh này đã bơi phải cự ly hôm nay chắc phải 5 km. Cố lên, sắp về đích rồi. Hôm nay bốn tàu nước nó chảy ra cho nên là lúc bơi vô nó hơi vất vả. Bơi ra thì dễ dàng nhưng mà bơi vô rất là vất vả. Được rồi. Đập cái thêm nào. Hòa Bình đang bơi, mục tiêu của chị là bơi từ bờ ra tới cái ngọn hải đăng. Bơi từ bờ ra ngoài đấy. Bơi đi, quay phim đẹp nè.